siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Không gian này là của Châu đó. Mạnh dạn lên em. Tặng em không? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đồng thời em cũng có món quà tặng anh. Có một cái câu mà em rất thích, đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành sương rồng để thích nghi với nó. Cảm ơn em. Dạ. Hay quá. Rồi, hai bạn ngắm nhìn nhau đi. Dạ, thì nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh, da rất là trắng. Xem bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái gì? Dạ. Dạ, em dạy vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái chuyên môn của em. Gửi em, cô gái nhỏ, anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền cực lạc. Miền lực lạ. Miền lực học, lạ. Ta dạy vật lý em à. Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời dạ. Ơi, đọc ra thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc, anh giật mình. Dạ. Tại cái để bạn Nam đọc lại cho nó hay đi. Ta để đọc có... sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc luôn kìa. Dạ, tại cái danh từ chuyên môn nó nhiều. Tránh cái từ cực nên... lạc nha. Anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền lực lạ, ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời ơi, thầy dạy lý đó. Tặng liền, đem qua tặng liền. Thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ. Cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy thì tôi không có tin đâu, thiệt luôn á. Không, nhưng mà em hạn chế tiếp xúc à. Dạy mà hạn chế tiếp xúc là dạy sao dạy? Dạ, tức là dạy hết giờ rồi mình đi về thôi à. Chứ cũng không có làm gì hết. Về nhà thì cũng lo trong nhà rồi ngủ. Em mê ngủ lắm, cho nên em mới mập dữ vậy. Anh có thích đi du lịch không? Dạ thích lắm. Nhưng dạ. Mà đi mấy lần không có vui. Sao vậy? Nói chung là cũng có một lần đi xong cái về cái bị người yêu chia tay, cho nên buồn quá tới giờ luôn. Thôi đừng nhắc người yêu cũ nữa. Dạ, dạ xin lỗi em không. Nhưng mà nếu mà hy vọng nếu mình có cơ hội hôm nay mình nhấn nút thì tới Giáng sinh này anh hy vọng là sẽ được mời em đi qua sim chơi. Hy vọng lần này nó sẽ vui. Dạ em cảm ơn anh. Em thích ăn lắm. Cuối tuần á em cũng rảnh. Tại vì là hồi xưa là em hay đi với em gái em với bạn thân à. Mà bây giờ thì em trai em là sắp có vợ. Em gái em với bạn thân em cũng có người yêu rồi. Nên em toàn đến mình ơn không à. Nên là em hy vọng là anh sẽ dành chút thời gian với em. Gì ăn uống anh giỏi lắm, không có gì đâu. Anh ăn cái gì anh ăn cũng được hết. Bớt tập thể dục kìa, cái bụng kìa. Dạ mập. Đâu sẽ gặp nhau nói chuyện ăn uống không vậy? Tao có 2 phút tao vô chuyện tình yêu đi chứ. Dạ, tại hồi đó con có coi hài của chú Dân Sơn. Chú Dân Sơn đó là cái con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là phải đi ngang qua cái bao tử trước. Dạ. Hai người này giọng nói giống như ru ngủ nhau, nhẹ nhàng dễ sợ. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh khó có thể thay đổi nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? Cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em chứ không để em hẹn anh chắc chắn luôn. Dạ. Chỉ cuối tuần mới nhắn tin thôi hả, còn trong tuần là nín. Dạ không, hẹn đi thì mình dạ chủ mình động phải thăm hỏi mỗi ngày chứ em ha. Dạ có, chị sợ bạn không có thời gian đâu, tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời công việc người ta không có thời gian nhiều. Nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm, khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem. Dạ tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền, em ngại lắm, tính em hay ngại lắm. Dạ. Không, anh đừng có ngại cái vụ đó, em không phiền đâu. Dạ. Được rồi. Bạn cứ hỏi anh đi. Dạ. Yeah. Nói ăn thì nói ào ào. Nói yêu. Tình yêu thì ngồi im ru và rầu. Ví dụ như mà như mình tìm hiểu mà cảm thấy mình hợp á, một năm sau mình kết hôn được không? Được. Rồi lúc đó em muốn ở riêng hay là muốn ở với ba mẹ? Thực ra em không quan trọng điều đó. Chủ yếu là hai đứa cảm thấy là như thế nào là thoải mái nhất là được. Quan điểm của em là
Cho đi thì sẽ nhận lại. Nhà ba mẹ cũng không có khó khăn gì, cho nên là nếu em về gia đình anh thì mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ. Và mẹ thì rất là thương anh, cho nên cũng sẽ rất là thương con dâu, cho nên cũng không có bắt em phải làm dâu cực khổ gì đâu. Mình tiến hành bấm nút đi. Rồi. Cặp hồi nãy thì dễ cưng, cặp bây giờ thì dễ thương. Mình bấm nút là mình cho đi cái duyên để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai, ba. Mà. Thầy giáo rất là rung, rung lắm. Thầy giáo mà rung dữ lắm. Thôi nắm tay nào, rung cái nào. Bấm nút lẹ quá. Rung thầy giáo rất là tay rung. Tay nhau đi hai bạn. Thủ tục. Bởi mình bấm nút bằng trái tim thì mình phải chứng minh bằng nụ hôn. Đừng có rung nữa, có anh kế bên nè. Thầy sắp xỉu rồi. Xin phép xin phép em gái, xin phép bạn với phép chị. Thôi. Thầy rung quá đúng không? Đi xem phim liền đi. Nè, xin em bốc 212 lý chiến thắng nha. Lại đó xem phim. Được phải không? Phần quà dành tặng cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá là 10.200.000 đồng, đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry, có thiết kế tinh tế vượt trội, đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian, được thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, cặp nhẫn cưới này ha, hai bạn sẽ được đeo vào tay của mình, trao cho nhau khi hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin mời em. Gửi tặng cho mỗi bạn là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây món quà của bạn gái. Chúc hai bạn sớm tiến tới hôn nhân nha. Cố gắng ha, chủ động lên chút xíu nha thầy giáo. Rồi, nhưng mà đó bạn là gái đi trước đi nào. Đi trước đi, bạn đi sau bảo vệ phụ nữ nha. Không xuống dốc thì nam đi trước. Đó, đúng rồi.